Thưa quý vị và các bạn, Trường Hải quan Việt Nam vừa có thông báo về việc tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan kỳ 3 năm 2023. Thời gian dự kiến thi trong tháng 11 năm 2023 và địa điểm thi tại Trường Hải quan Việt Nam. Nội dung thi gồm 3 môn thi: Pháp luật về hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan với hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, thời gian thi 60 phút một môn. Trường Hải quan Việt Nam tổ chức tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 29 tháng 9 năm 2023 trong giờ hành chính trừ thứ Bảy và Chủ nhật. Thí sinh có thể đăng ký dự thi bằng hai hình thức, nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của Trường Hải quan Việt Nam hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện, chuyển phát nhanh về Trường Hải quan Việt Nam, km 10 395, tỉnh lộ 379, Hưng Yên, Hà Nội, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Hội đồng thi sẽ căn cứ và dấu bưu điện để xác định hồ sơ hợp lệ. Trường Hải quan Việt Nam cũng lưu ý trường hợp miễn thi các môn pháp luật về hải quan, kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương. Trước đó, ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2023, Trường Hải quan Việt Nam đã tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2023 khu vực miền Bắc được tổ chức thi với 217 thí sinh đăng ký tham gia dự thi kết quả, Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan đã công nhận 62 trên 217 thí sinh đỗ với 3 môn đạt yêu cầu theo quy định. Việc tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan nhằm nâng cao chất lượng người khai hải quan, từ đó củng cố và nâng cao chất lượng đại lý làm thủ tục hải quan.